Yeah. Anh có biết cậu ta không? Dạ. Nó tên là Phạm Văn Lê, còn gọi là Lê Lưu Linh, phải không anh Tuấn? À, xin lỗi, Tuấn Su Du. Dạ. Vậy là chúng ta đã quá biết nhau rồi. Chúng tôi cần anh cho biết ngay, hiện giờ Minh Đen ở đâu? Dạ, Minh Đen... Không cần phải giả vờ. Chúng tôi có dấu tay của đại ca các anh trên khẩu súng. Dạ, cho em xin điếu thuốc. Thưa cán bộ, thằng Minh nó ít khi về nhà với vợ con. Dạ, cảm ơn cán bộ. Và gặp tình cảnh này thì nó thường hay trốn lên Nha Trang hay lên trên Xuân Lộc, Đồng Nai. Lên trên đó, hắn ta ở đâu? Dạ, em không biết. Anh không biết thì ai biết? Dạ, cán bộ thử hỏi thằng Lê. Được, tôi sẽ hỏi. Tên Minh còn trốn ở đâu nữa? Dạ, nó còn trốn lên Tân Biên. Theo anh, trong ba nơi đó, tên Minh có thể trốn ở đâu? Dạ, em nghĩ chắc là ở Tân Biên. Ở trển, thằng bạn nó làm nghề buôn xe Honda qua biên giới. Thằng Chả tên là Hải, có con vợ mở quán bia. Được lắm, vậy là tốt. Tốt cái con khỉ. Nói thật với mấy chú em, xe nào không qua tay tôi đều là đồ dởm. Nếu thấy được thì đặt hàng. Đợt hàng sau có tôi để cho vài chiếc. Nếu có gì nhờ anh Hải giúp đỡ cho. Vô. 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 Được. Dù sao mình cũng là dân ở vùng Cầu Móng cả. Tiếc cái là hồi tôi ở trển các cha còn nhỏ quá. Anh về đây yên bề vợ con, nhưng ở trển người ta vẫn nhớ anh. Nghe nói về Minh Đen, người ta lại nhắc tới Hải Cầu Móng. Hải Cầu Móng từng đánh bốc tay đôi với Mỹ Đen, rồi cả lính nhảy dù nữa. Thôi, dẹp ba chuyện đó đi, dẹp luôn chuyện thằng Minh Đen. Nó là lứa sau. Nhắc tới anh, Minh Đen vẫn còn chịu và nể lắm đó. Cái thằng xạo. Cái này nè, là của nó đó. Cách đây 6-7 tháng, chơi quả bị lộ, trốn lên đây, tôi đuổi. Anh dám đuổi Minh Đen à? Trời, nó là gì mà tôi không dám đuổi? Ủa,
Mà mấy ông là công an hay sao mà đề cao nó dữ vậy? Anh Hải giỡn hoài. Có ai ở nhà không? Go! Thằng Hải không phải tay dừa. Có thể nó đã đánh hơi biết tụi mình là ai. Nó nhắc tới 3 lần rằng 6-7 tháng này thằng Minh không có về đây. Như vậy là có thể thằng Minh vẫn ở đâu đây. Nhưng nếu đó là do thằng Hải cố tình gài tụi mình ở đây, bỏ lỏng chỗ khác để cho thằng Minh trốn thoát thì sao? Như vậy cho rải quân đón lỏng ở Nha Trang, Xuân Lộc và cả ở đây. Có khi nào nó đã về nằm lì ở trong nhà nó ở xóm nước đen? Có cho vàng nó cũng không dám về. Đi thôi. Không cha không mẹ như đờn đứt dây.
Nó kìa, nó kìa, có chân. Tránh ra. Tụi bay bước tới là tôi cắt cổ thằng này liền. Anh Đen, anh đã bị bắt. Bước tới là tôi đâm nó. Anh Minh, dù thế nào thì anh cũng sẽ bị bắt. Tôi khuyên anh không nên làm vậy. Lùi ra, mau lên. Vợ con anh đang bệnh, anh đừng gây thêm tội ác nữa. Tôi tin luật pháp sẽ giảm nhẹ tội cho anh nếu anh tự buông vũ khí. Đánh bỏ mẹ nó đi anh em. Anh có chuyện. Đánh ra, đánh ra. Ây da. Dừng lại. Bắt nó lại, bắt nó lại, giữ nó lại, giữ chặt lại. Tụi bay ơi, đâu 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 đâu. Phượng, chuyện gì vậy? Phượng, con ơi, con, thằng hai đâu? Phượng, bà con ơi, cứu, bà con ơi. Ê, đi qua khu phố 4 với tao mày. Thank you.
Đại ca. Sao vậy đại ca? Đại ca. Đại ca. Đại ca. Nằm mơ thấy gì mà la dữ vậy đại ca? Cho tao đi thuốc. Dạ đây. Đại ca để em đóng bóp cho đỡ mệt nha. Hơn 3 năm ở đây mới thấy lần đầu tiên đại ca mới. Lại có thằng trốn trại, rồi có thằng chết. Thôi. Đại ca. Vợ mày ở nhà làm cái gì? Nó mày đồ ở nhà đại ca. Mai ở nhà mà cũng sống được à? Dạ. Con vợ em nó yếu lắm, lại bệnh hoài, mai lai ra cho bà con ở trong xóm. Vợ tao cũng làm thợ mai, cũng bệnh hoài. Bây giờ chị vẫn còn mai hả đại ca? Một năm làm được vài tháng. Mùa mưa năm nào cũng bệnh. Trước có một đứa con còn đỡ, bây giờ tới hai đứa, bệnh càng nặng thêm. Mùa mưa lại đến rồi. Con để nó ngoại nín đi con, giỏi giỏi nín nín ngoại thương. Má mày hết bệnh má mày về liền. Giỏi giỏi ngoại thương. Nín đi. Giỏi giỏi. Bây giờ con ngủ tạm đi. Khi nào cơm chín tới rồi ngoại kêu con dậy ăn nha. Ngoan đi, nghe lời ngoại thương. Chị Năm ơi, chị Năm còn thức không vậy? Ai? Ai vậy? Huệ, coi sớt Trần Sâm. Sâm ơi, dậy ăn cháo, nhanh lên. Sâm ơi, dậy ăn cháo, nhanh lên. Cô buôn bán mà tối nào cũng cho chúng nó như vậy. Bà Năm ơi, gạo đó. Ông tổ phó an ninh, ông Mười, ông Mười.
Lui, lui ra. Đi má bay mệt để cho nó nghỉ. Má. Má. Nè nè bà con ơi, vô thăm nó đi. Khoan. Thôi, vô nhiều hơi rồi làm cô Phượng nó mệt. Ơi. Qua, đưa cái này cho nó. Vô, vô thăm nó đi. Cái anh lạ, nghe tiếng là biết anh liền hà. Tôi đây, đang nhắc nhở bà con thăm con Phượng đừng có ồn ào. Vậy là bệnh viện thua rồi hả? Thua, bệnh ung thư phổi mà. Người ta cho về là được chết ở nhà. Nhớ hồi thằng Minh bị bắt. Cái thằng lạ. Lúc đó con Phượng đang có thai thằng cu Sâm sắp sanh. Giờ thằng nhỏ cũng đã được 3-4 tuổi gì rồi. Cũng là nhờ cái đám đông này đây. Án thằng Minh mấy năm anh mời? 8 năm chị rồi. Có chuyện gì vậy Hà? Con thấy cảnh chị Phượng ôm hai đứa bé vào lòng, con chịu không nổi. Cái con lạ, biết làm sao được con. Âu cũng là cái số cái phần của mỗi người vậy mà. Cái gì vậy chú Mười? Con nhìn kìa. À, con Nga, con bà Sáu quán Hồng Nga. Ê, có chuyện gì vậy mày? Mẹ Phượng, con bà Năm mới ở bệnh viện về. Hàng xóm tới thăm đông quá chừng. Trời, tưởng chết chóc gì. Thôi về, khách tới kìa. Em vẫn chưa trả lời chuyện hai hôm nay em nghỉ học. Thì em đã nói rồi, em phải nghỉ học mới có cớ mà mượn tập của anh để mà chép bài chứ. Anh không giỡn với em đâu. Em xin lỗi, công việc ở khu vực em chuyện chết người đó. Đừng hù dọa tôi. Chuyện người sắp chết là có thật. Bởi vậy có thể tối mai em lại phải nghỉ học nữa. Lý do? Mai em đi Đồng Nai. Hà, em định gắn bó suốt đời với cái xóm nước đen đó à? Dĩ nhiên là không. Nhưng trước mắt em đang có trách nhiệm với cái xóm nước đen đó. Em... Anh Nhân. Anh Nhân, anh đưa em về nghe. Công an mà cũng cần đưa về. Mới đi học anh văn về. Chuyện gì? Bể rồi kìa. Đánh nhau. Xong rồi, công an quận xuống bây giờ. Nhưng mà con thấy mấy đứa con nít lỡ có chuyện gì? Cái con lạ, mày làm công an ở đây mấy năm rồi hả con? Ở cái xóm nước đen này đánh nhau là chuyện con bữa. Chỉ con nít nó mới coi, chứ người lớn ai thèm để ý. Ôi nhà, mai mà mày làm dữ mẹ con bà Sáu khổ địa dời qua phường 10 để mở quán. Chứ không bà con xóm này mệt lắm. Nhưng mà không dẹp hẳn cái ổ Hồng Nga này thì không yên đâu. Thôi, chuyện đâu còn có đó. À, ông Bảy, ngày mai con sẽ đi như đã bàn với ông. Ừ. Nếu tối mai con không về kịp, ông hướng dẫn anh em dân phòng giùm con.
Được, con cứ yên tâm. Ông Tám Ru, trưởng công an phường kìa. Anh Minh, lên văn phòng. Lên bây giờ. Ừ. Ủa, đi đâu vậy? Chim phóng sanh đem đi thả, coi thử nó sống được không. Báo cáo cán bộ, tôi dẫn lực lên gặp ban giám thị. Tốt quá, Minh đây rồi. Mời cả hai người vào đây. Chúng ta cần phải làm một số thủ tục nữa đồng chí Hà. Lẹ ơi, lẹ đi suy nghĩ gì nữa. Thì từ từ để tao tính chứ. Tính lâu thấy mẹ chết mày nè. Mày tưởng mày ngon hả? Còn nhỏ lắm em. Không cho trẻ em ra đường luôn nè. Ngon mày ra đi. Ra đi. Đè mày luôn nè. Ra đi. Ông ngoại nè. Đứng lại mày. Chơi mày luôn nè. Tưởng mày ngon hả? Khỏe không mày? Khỏe không? Bên đại đi lẹ ơi. Lẹ tụi bay ơi. Ê, tao thấy thằng này hình như quen quen mày. Ông nhìn chi cho mệt lé ơi. Quấn đại cho mày. Thằng lé nhìn anh nó tưởng đâu em nào nên nó thấy quen quen. À mẹ tụi bay. Minh, mày về đó hả? Hai, má cứ để cho nó ngủ. Quế, Quế, dắt em lại mừng ba về đi con. Đi. Thằng cu Sâm, không phải ba. Con chịu đâu, con chịu đâu, con chịu đâu. Ba, ba ăn ba. Ngoan ngoan ra ngoài chơi ngoài. Đi 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 đi. Cô Sam, cô Sam. Chuyện gì vậy má?
về rồi. Vậy là em yên tâm, em chờ anh. Phượng, Phượng, em sao vậy? Phượng! Phượng, em chỉ lo cho hai đứa nhỏ, đừng để cho con nó khổ nha anh. Phượng! 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 Phượng ơi! Phượng! Phượng!
Chị Hội, coi chừng tôi đang con kìa. Con Phượng nó sao rồi? Bộ má định đi phúng điếu con mẹ Phượng thiệt sao? Thì nói chết thiệt, chứ bộ mình đi phúng điếu giả hay sao mà thiệt với giả mày? Con mẹ đó lúc sống có tình nghĩa gì với mình đâu. Không tình nghĩa, cứ có tình nghĩa rồi sẽ có tình nghĩa. Không sao hết. Con Phượng nó chết, chứ thằng cô hồn mình đen đó nó có chết đâu. Nó vừa mới về đó. Mình đi điếu là đi điếu cho người sống, chứ có phải cho người chết đâu. Mày rảnh, lát nữa đi với tao. Con đi nữa hả? Má đi vòng qua nhang đèn, còn mày bỏ phong bì cho nó vài trăm. Má nói là không mất đi đâu mà lo. Đi, đi. Sợ gì mà không đi. Sao rồi ông Bảy? Cô Sâm đã ngủ rồi. Vậy là yên tâm. Tôi còn dặn bà nhà tôi lo cho bà Năm. Bà cứ khóc hoài, sợ có bề gì. Giờ mày chạy về nhà tao ăn cơm lấy sức. Để lát bà con tới là mệt lắm á. Ai mà thèm tới. Cái thằng lạ ở cái xóm nước đen này, trừ cái thứ đánh đấm nhau ra, còn những chuyện này thì lúc nào cũng đầy đủ mọi người. Thôi đi ăn cơm đi. Đi nhanh lên con, chồng xóm mình tới trễ coi sao được. Dạ. Đi chậm chậm thôi, làm gì gấp, lúc nào tới chẳng được. Mình đó hả? Tội nghiệp cho con Phượng quá. Thôi con khỏi phải lễ. Để mà thank you.
đám tang vợ vậy là đủ. Báo cáo anh là các đồng chí thấy không, nghèo khổ mà đám tang có đàn hát tiễn đưa, có vòng hoa nhang đèn chất đống. Được như vậy là vì thằng Minh Đen là một tay du đảng có hạn, nó đã gây biết bao nhiêu tội ác. Điều này đã được các đồng chí nghiên cứu hồ sơ của nó bên hình sự. Nó là một tên tội phạm nguy hiểm, theo tôi hết sức nguy hiểm. Đồng chí cứ ngồi nghe tôi nói. Bởi vậy, thưa các đồng chí, chúng ta phải tống ngay nó trở vào trại giam. Thưa đồng chí. Tôi phản đối.